Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 1 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình tối nay có những thông tin chính sau đây. Lâm Đồng tổng kết 10 năm thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Đảng. 77% lao động ngành du lịch được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Lâm Đồng đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng. Ép học sinh học thêm sẽ bị phạt 10 triệu đồng. Lao động nước ngoài ở Trung Đông. Cùng gặp gỡ người cựu chiến binh làm giàu từ mắc cạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều nay 1 tháng 10, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành tổ chức xây dựng Đảng nhằm đánh giá tình hình kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 9 và 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Duy Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Báo cáo đánh giá của Ban Tổ chức Trung ương cho thấy, trong tháng 9 và 9 tháng năm 2018, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Như tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tập trung rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tinh giản biên chế và xây dựng vị trí việc làm đã được Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương triển khai đạt kết quả. Song song đó, tham mưu ban hành quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Nhiều địa phương, cơ quan đơn vị đã mạnh dạn phê duyệt các đề án thí điểm hợp nhất cơ quan Đảng với cơ quan nhà nước, đề án hợp nhất tổ chức Đảng, cơ quan tham mưu chuyên môn cấp tỉnh. Chủ động phối hợp trao đổi, giải đáp, tháo gỡ các vấn đề địa phương còn vướng mắc trong quá trình thực hiện liên quan đến việc sắp xếp tổ chức của các đơn vị có ảnh hưởng đến việc triển khai đề án vị trí việc làm. Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tích cực tham mưu cấp ủy thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo chức danh, đào tạo tại chỗ, tăng cường hình thức đào tạo ngắn hạn, trung hạn trong và ngoài nước, quan tâm mở các lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn được quy hoạch. Trong những tháng còn lại của năm 2018, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ và hiệu quả nghị quyết Trung ương 4, nghị quyết Trung ương 6, 7 khóa 12 về công tác xây dựng Đảng, hoàn thành có chất lượng các đề án nhiệm vụ chương trình công tác năm 2018, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đồng thời xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe các báo cáo tham luận về kết quả bước đầu triển khai bố trí cán bộ công chức theo vị trí việc làm, chuyên đề về mô hình hội quán trong triển khai thực hiện nghị quyết 26 của Hội nghị Trung ương 7 khóa 12. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng trong 9 tháng qua, đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ, nhất là nghị quyết Trung ương 4, nghị quyết Trung ương 6 và nghị quyết Trung ương 7 khóa 12. Từ thực tiễn công tác, lãnh đạo, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp cần tích cực đề xuất để cùng tháo gỡ những vấn đề vướng mắc, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn gắn với cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức một cách hợp lý. Sáng nay tại hội trường tỉnh ủy dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ban dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Trần Đức Quận, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh. Tỉnh ủy Lâm Đồng tổng kết 10 năm thực hiện công tác kiểm tra giám sát của Đảng, đồng thời cho ý kiến về triển khai các nội dung nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ban đảng của tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các ngành và địa phương. Theo báo cáo, qua 10 năm thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 về công tác kiểm tra giám sát của Đảng, tỉnh Lâm Đồng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện đồng bộ. Việc đổi mới về tăng cường kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được chú trọng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra toàn diện từ một cấp ủy đến hai đảng viên trở lên thuộc diện quản lý. Cấp ủy các cấp kiểm tra gần 5.700 lượt tổ chức đảng, trên 21.740 đảng viên. Qua kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh xử lý các tổ chức đảng, đảng viên sai phạm theo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục và thẩm quyền, có phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
Cũng 10 năm qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 182 tổ chức đảng, 732 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kịp thời nắm bắt xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo, đáp ứng niềm tin trong đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hội nghị tập trung thảo luận một số nội dung về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải pháp kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo và kỷ luật đảng, cách thức giám sát, kiểm tra những vấn đề, lĩnh vực nhạy cảm, nổi cộm, dư luận quan tâm, đẩy mạnh công tác tham mưu cho cấp ủy, những giải pháp chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo các dự thảo kế hoạch thực hiện nghị quyết Trung ương 7 của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới, bao gồm nghị quyết 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; và nghị quyết 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội của Trung ương 7. Đồng thời, tập trung thảo luận cho ý kiến. Trên cơ sở đó, để tỉnh ủy Lâm Đồng tổng hợp xem xét, để cụ thể hóa vào chương trình hành động thực hiện. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy khẳng định, trong công cuộc đổi mới và sự phát triển chung, công tác kiểm tra, giám sát của đảng luôn có vai trò, vị trí quan trọng. Để làm tốt nhiệm vụ này, thì yếu tố về con người cần đặt lên hàng đầu. Vì vậy, hơn ai hết, những người làm công tác kiểm tra và cấp ủy các cấp phải coi trọng, đề cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến cho rằng, những kết quả đạt được của Lâm Đồng qua 10 năm thực hiện nghị quyết 14 của Ban Chấp hành Trung ương là tiền đề lớn để chúng ta tiếp tục phát huy, khẳng định nhiệm vụ trước đảng, trước nhân dân, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra trong tình hình mới. Xây dựng chỉnh đốn đảng là từ cơ sở. Kết quả có đạt được hay không đạt được là phụ thuộc vào cái sự chuyển biến của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thì chúng ta mới thực hiện thành công cái công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng của chúng ta. Tiếp tục quán triệt cái nghị quyết 14, rồi các cái quy định của đảng, các cái quy định của điều lệ đảng, các cái quy định của Ban Chấp hành Trung ương về cái công tác kiểm tra giám sát, để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn, làm cho tất cả cán bộ đảng viên của chúng ta nhận thức và thấm nhuần đầy đủ sâu sắc các cái quy định của đảng về cái nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát. Trong cái tình hình hiện nay, cán bộ đảng viên là phải nhận thức sâu sắc các cái quan điểm của đảng nói chung và cái nhiệm vụ quyền hạn của trách nhiệm của công tác kiểm tra giám sát của đảng, để từ đó tự mình là một người phải chấp hành và tự mình cũng là một người thực hiện cái công tác kiểm tra giám sát của đảng. Liên quan đến dự thảo về chương trình hành động của tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện các nghị quyết Trung ương 7 khóa 12 của Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh đây là vấn đề lớn, quyết định đến sự đổi mới và hoạt động của toàn hệ thống chính trị. Trên cơ sở dự thảo được xây dựng và nội dung góp ý của các đại biểu tại hội nghị là tiền đề quan trọng để Lâm Đồng sớm cụ thể hóa nội dung mà nghị quyết đề ra. Về nội dung của ba cái kế hoạch này đó, thì ngoài ý kiến của các đồng chí góp ý hôm nay, thì tôi cũng mong muốn là các đồng chí tiếp tục nghiên cứu góp ý trực tiếp vào dự thảo. Tất cả các đồng chí góp ý cho ta xây dựng cái lộ trình đến năm 2030, thì ít nhất chúng ta cũng phải tiềm cận được các cái chỉ tiêu theo cái nghị quyết của Trung ương, để chúng ta đảm bảo một cái sự thống nhất trước khi ban hành cái kế hoạch này, để khi mà thực hiện ấy, thì chúng ta thể hiện một cái sự nhất trí và quyết tâm để chúng ta tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng có hiệu quả hơn. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định những nội dung của dự thảo có ý nghĩa quan trọng, do vậy các ngành địa phương chủ động bám sát, phối hợp thực hiện với mục tiêu hiệu quả nhất, tạo sự lan tỏa, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Lâm Đồng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ lao động làm công tác du lịch.
nhằm đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ du khách khi đến nghỉ dưỡng tại địa phương. Bằng nhiều hình thức đa dạng và thiết thực, phong trào văn nghệ thể thao đã góp phần tích cực làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn toàn tỉnh. Là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đang tiến hành khảo sát kiểm đếm hiện trạng công trình trong khu vực giãn khu trung tâm Hòa Bình để triển khai xây dựng vào cuối năm nay. Khu trung tâm Hòa Bình Đà Lạt là công trình trọng điểm, mang nhiều ý nghĩa quan trọng từ quy hoạch đô thị đến phát triển kinh tế và văn hóa của tỉnh Lâm Đồng. Dự án đầu tư trung tâm thương mại Hòa Bình, khách sạn Đồi Dinh dự kiến có 3 khu vực với tổng diện tích trên 56.300 m², chức năng là các khu công trình hỗn hợp. Trong đó, khu vực 1 phục vụ thương mại, dịch vụ, bãi đậu xe, tổng diện tích gần 32.000 m². Khu vực 2 chức năng thương mại, dịch vụ, tổng diện tích trên 7.400 m². Và khu vực 3 là khách sạn, dịch vụ, tổng diện tích gần 17.000 m². Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đang tiến hành khảo sát, kiểm đếm hiện trạng công trình trong khu vực dự án. Qua đó lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thẩm định thiết kế quy hoạch, kiến trúc,